chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Ave Maria. Kính thưa quý vị, sau đây là những ơn lành từ Đức Mẹ Maria. Câu chuyện 1: Đức Mẹ đi tu 15 năm. Beatrice, một thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp, chị được ơn kêu gọi gia nhập nữ tu viện ở Pontro, Tây Ban Nha. Khi vào dòng, chị được mẹ bề trên và các chị dòng rất yêu mến vì Beatrice tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó. Chỉ một thời gian sau, chị được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến, đóng mở cửa nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì giờ rảnh rỗi, chị thường đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi mân côi. Hôm ấy nhà dòng có đại hội, thiện nam tín nữ đến cầu nguyện rất đông. Trong số đó có một chàng trai thanh niên hào hoa phong nhã, cứ chăm chú nhìn nữ tu Beatrice, mường tượng như chàng đã gặp chị ở đâu. Rồi khi tan lễ, chàng nán ở lại để tìm cách tâm sự với chị. Hai bên gặp nhau 1,2 lần, rồi chị đã bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ rất nặng nề, không sao chống trả nổi. Chị đã quyết định cùng chàng trai bỏ nhà dòng trốn đi, xây tổ uyên ương. Trước khi ra đi, chị đem áo dòng và chìa khóa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ và nói: "Xin mẹ tha thứ tội lỗi cho con không thể ở lại và con ra đi." Sau 15 năm, sống theo đàng tội lỗi, thỏa mãn xác thịt với chàng trai xinh đẹp. Nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai. Chàng thanh niên rùng rẫy và sinh lòng phản bội. Chị cảm thấy đau khổ, rồi mắc nhiều bệnh nan y, không phương cứu chữa. Lúc ấy chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây 15 năm, cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn an vui, nhớ lại không khí êm đềm trong nhà dòng. Chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này. Bây giờ không còn nữa, chị hối tiếc dĩ vãng, nguyên rủa hiện tại và ngã lòng ở tương lai. Rồi tình cờ một ngày kia, chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng. Chị đánh bạo hỏi thăm: "Anh có biết gì Phúc Beatrice không?" Anh trả lời: "Tôi biết dì là một vị thánh sống và hiện nay là bề trên tập viện." Hết sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người ta có lầm lẫn không? Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng người và từng sự việc xảy ra. Được nhiều người cho biết, chị dòng Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ ngỡ chị vội chạy vào nhà thờ, thì thấy Đức Mẹ hiện ra nói: "Con đã bỏ mẹ 15 năm, nhưng không bao giờ mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con, mẹ đã thay thế con coi nhà thờ. Không ai biết việc này, bây giờ con ăn năn trở lại. Mẹ trả áo dòng và chìa khóa cho con, tiếp tục nhiệm vụ như xưa." Nói đoạn Đức Mẹ biến đi. Beatrice vào tu trở lại một cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi qua đời, chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe và kết thúc: "Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi mân côi hàng ngày." Lời bàn, câu chuyện có vẻ khó tin, nhưng có thật vì đã có hơn 10 thầy Đông Tần xác nhận là đúng. Đó là các thầy Cesario, thầy Rau, thầy Jay Moon và thầy Pique. Dựa vào quyền lực của chuỗi mân côi thì việc gì Đức Mẹ cũng làm được để bảo vệ uy tín cho con cái mẹ. Câu chuyện 2 giờ 1 phút linh hồn hiện về xin gia nhập hội mân côi. Có một thiếu phụ khi còn sống giữ đạo bình thường. Tuy không có gì xuất sắc, nhưng cũng không phạm lỗi lầm gì đáng Chúa phạt lâu dài trong luyện ngục. Chẳng may lâm bệnh nặng, chị đã qua đời khi còn rất trẻ. Chị phải giam cầm nơi luyện ngục để đền tội. Chị rất hối hận và tự nhủ: "Giá khi còn sống mình đã gia nhập hội mân côi như mấy người bạn, thì bây giờ đâu có phải giam cầm khổ cực như thế này." Rồi một hôm vào ngày lễ kính Đức Mẹ xuống luyện ngục yên ủi các linh hồn và dẫn đưa một số về thiên đàng. Chị vội vàng chạy đến với Đức Mẹ than thở khóc lóc. Đức Mẹ phán bảo: "Khi còn sống con đã rất khô khan nguội lạnh và biếng trễ việc lần chuỗi mân côi kính mẹ. Vậy bây giờ mẹ cho con về thế gian, gặp chị bạn, nói với chị là con muốn xin gia nhập hội mân côi để được hưởng các công phúc do hội viên hàng ngày lần chuỗi mân côi dâng lên cho mẹ
dù bây giờ con không còn lập công gì được nữa. Chị rất vui mừng, nửa đêm hiện về với người bạn cũ và nói em đang phải giam cầm nuôi luyện ngục, khổ sở lắm. Đức mẹ cho em về để nhờ chị nói với hội mân côi cho em được ghi tên vào sổ hội, để em được hưởng các ơn phúc do hội viên đã làm, đang làm và sẽ làm. Chị bạn vừa sợ thấy một linh hồn hiện về, vừa cảm nhận được lòng thương xót của Đức mẹ đối với các linh hồn như thế nào. Chị yên ủi linh hồn đó và nói chị đã chết rồi, còn gia nhập hội mân côi làm gì, để em nói VOI hội cầu nguyện cho chị. Như linh hồn ấy cứ năn nỉ, chính Đức mẹ đã bảo em như vậy. Chị cứ xin cho em được ghi tên vào sổ hội mân côi. Nghe lời một linh hồn, và cũng là một sự rất lạ, từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp một trường hợp hy hữu thế này. Sáng hôm sau, chị dậy thật sớm, vào gặp linh mục và ông hội trưởng, trình bày sự việc đã xảy đêm qua. Tất cả mọi người đều cảm động, chấp thuận cho ghi tên chị vào sổ hội mân côi. 3 tháng sau, linh hồn ấy hiện về, vui tươi sáng láng và nói như lời cầu nguyện của các hội viên mân côi mà nay em được thoát khỏi lửa luyện tội và được hưởng nhan Thánh Chúa và Đức Mẹ trên thiên giảng. Vậy chị hãy thông báo cho mọi người biết giá trị chuỗi hạt mân côi hiệu nhiệm biết chừng nào. Và các ơn ích bởi việc gia nhập hội mân côi là một phương thức cứu các linh hồn trong luyện ngục hữu hiệu nhất. Lời bàn, qua nhiều thế kỷ, các thánh Dominicio, chân phước Olenzella Ross đi do giảng chuỗi hạt mân côi. Đi đến đâu, đều có thiết lập nhiều hội mân côi nơi đó. Các đức giáo hoàng cũng đã khuyến khích giáo dân nên gia nhập hội mân côi kính Đức Mẹ để được hưởng nhiều ơn ích bởi phép lần hạt mân côi. Câu chuyện 3, bị chém đầu mà còn được xưng tội rước lễ. Alexandra là một cô gái điếm xinh đẹp ở vùng Aragon, Tây Ban Nha. Nàng đã thu hút bao nhiêu chàng trai nổi tiếng ăn chơi, lâm vào tình trạng ghen tương, chém giết lẫn nhau. Khi còn nhỏ, nàng được mẹ dạy phải năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Tư tưởng và thói quen ấy đã thấm sâu vào máu thịt nàng. Cho nên mặc dù sống trong tội lỗi, nàng cũng không quên lần chuỗi mân côi. Mày kia có hai chàng thanh niên mê mệt Alexandra, đen tương, tranh giành nên đã chém giết lẫn nhau. Cha mẹ của hai chàng thanh niên căm thù Alexandra và quyết chí trả thù. Ban đêm, họ xông vào nhà, dùng gươm chém Alexandra cho đến chết, rồi đem quẳng xác xuống giếng nu ốc. Alexandra chưa chết hẳn. Sáng hôm sau, thánh Dominicio đi qua gần đó, nghe tiếng dân xiết trong giếng. Ngài ngó xuống thấy một thiếu nữ đang quằn quại trong vũng máu, biết là Alexandra. Ngài gọi, Alexandra, lên đây. Tức thì xác nổi lên. Nàng đặt đầu lên bờ giếng và xin xưng tội. Thánh nhân giải tội và cho nàng rước mình Thánh Chúa trước đám đông NGUOI tụ họp. Thánh nhân hỏi, tại sao con được ơn đặc biệt này? Alexandra trả lời, con đang mắc tội trọng thì bị giết, nhưng Đức Mẹ đã cứu con thoát khỏi hỏa ngục vì hằng ngày con có thói quen lần chuỗi mân côi như mẹ con đã dạy khi còn nhỏ. Trong suốt 2 ngày, mọi người có thể đến bờ giếng xem sát Alexandra cho đến khi nàng chết hẳn. Nửa tháng sau nàng hiện về cùng đi với Thánh Domenico, diễm lệ và sáng chói như một vì sao, và nàng cũng nói thêm cho mọi người biết, không gì hữu hiệu bằng chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ. Lời bàn, câu chuyện nghe rất rùng rợn, nhưng đã được linh mục Osbinierenbock kể lại trong dòng 3 thánh Đa Minh thế kỷ thứ 18. Sự việc này xảy ra, nói nên sức mạnh của chuỗi hạt mân côi. Câu chuyện 4, con khỉ trung thành với chủ nhà. Tại thành Venice, nước Ý, có một luật sư tên là Barthélemy. Y rất gian ngoan, dùng đủ mọi mánh khóe hiểm độc để làm giàu trên xương máu của nhiều người. Y thường khoe khoang với mọi người, nhà y có một con khỉ rất khôn ngoan, lanh lợi, làm được mọi việc y như một tên đầy tớ. Có thể nói cả đời y không làm được điều gì tốt, ngoại trừ có một việc duy nhất là hàng ngày chỉ đọc một kinh kính ngừng, theo thói quen bà mẹ dạy khi còn nhỏ. Lớn lên tuy cũng có đọc, như là đọc chú lệ cho xong, khỏi phụ lòng bà mẹ.
Cũng may Barthelemy có quen thân với linh mục Matthew Bosso. Một hôm ông mời cha Bosso đến nhà dùng cơm. Trong bữa ăn, luật sư nói với L.M. Bosso rằng con có một con khỉ rất khôn ngoan, chăm chỉ như người đầy tớ trong nhà. Nó làm mọi việc giặt giũ quần áo, lau nhà rửa chén. Ông cho gọi con khỉ ra trình diện L.M. Bosso. Khỉ nhất định không ra và chạy trốn vào xó nhà, chui rúc xuống gầm ru ong, gọi thế nào khỉ cũng không ra. Cha Bosso sinh nghi, nói với luật sư, mọi ngày có như vậy không? Luật sư trả lời, mọi bữa nó rất là ngoan, gọi bảo gì là làm ngay. Cha Bosso càng sinh nghi và nói, đây không phải là con khỉ bình thường, mà chính là một tên quỷ dữ xâm nhập vào nhà ông để toan tính làm việc gì có hại cho ông và gia đình ông. Cha Bosso theo ông xuống bếp, cúi xuống gầm giường gọi quỷ ra. Nó quyết định không ra. Cha biết nó là quỷ, liền phán bảo, tai nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, truyền cho ngươi phải xuất ra khỏi con khỉ và đi ra khỏi nhà này, mãi mãi về sau không bao giờ được trở lại. Quỷ thú nhận, y được bố trí vào trong nhà này và rình rập hễ khi nào ông luật sư bỏ đọc cái kinh kính mừng như đã quen thì nó đẩy ra bóp cổ và lôi linh hồn ông xuống hỏa ngục. Cha Bosso cho phép nó được ra khỏi nhà nhưng không được làm điều gì thiệt hại cho gia đình. Mai cũng cho phép quỷ được đào một lỗ hổng ở vách nhà để chui ra và để lỗ hổng ấy làm chứng cho mọi người thấy về sau. Quỷ thách một tiếng rất lớn như sấm động rồi biến ra khỏi nhà. Người ta đã dùng mọi vật liệu để chám lỗ hổng ấy nhưng không tài gì chám nổi vì càng chám, lỗ hổng càng bung ra. Với phần ông luật sư thì hết lòng ăn năn sám hối, xin cha Bosso giải tội cho ông và hứa sẽ ăn năn trở lại. Hàng ngày lần hạt mân côi, bù lại những năm tháng mà ông đã bỏ không lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Lời bàn, trong thư viện dòng Capucin ở Poverio có kể câu chuyện nổi tiếng này. Ma quỷ có thể làm được mọi việc ghê gớm hơn nữa để cám dỗ người ta sa vào tay nó nếu không có ơn Đức Mẹ cứu giúp. Vậy chúng ta luôn luôn mang chuỗi hạt mân côi trong người để trừ ma quỷ. Xin Đức Mẹ cứu chúng ta khỏi mọi tai nạn phần hồn phần xác bằng một kinh kính mừng khi ra khỏi nhà, khi ngồi trên xe, khi trên máy bay. Câu chuyện 5, ghi chặt tội nhân, không cho đến pháp trường. Abadi, một thanh niên mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, mẹ phải gửi chàng vào giúp việc cho một ông hoàng ở triều đình. Khi tự giá con, mẹ bắt con phải giữ lời hứa là mỗi ngày phải đọc một kinh kính mừng và lời cầu nguyện, lạy trinh nữ, xin cứu con trong giờ lâm tử. Chàng vào triều, sống một thời gian, lúc đầu còn tỏ ra ngoan ngoãn đạo đức, nhưng càng ngày càng bê tha trị lạc hư đốn. Ông hoàng buộc lòng phải sa thải y, không cho ở trong triều đình nữa. Tuyệt vọng không nơi nương tựa, anh bắt đầu to dập với bạn xấu, đi cướp của giết người. Tuy vậy, anh vẫn cứ tiếp tục đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mẹ đã dạy xưa. Chàng bị nhà nước truy nã, bắt bỏ tù. Sau nhiều lần xét xử, tòa tuyên án tử hình vì đã cướp của, giết người. Trước ngày thi hành bản án, chàng thấy mình quá tội lỗi, làm nhục cho mẹ già vì cái chết đau thương này. Quỷ lấy hình một thanh niên tuấn tú đến thăm và hứa sẽ cứu chàng khỏi bị chém đầu và bắt chàng phải làm tất cả những gì mà quỷ bảo. Chàng chấp nhận tất cả, kể cả việc từ bỏ Chúa Kitô và các phép bí tích. Sau đó quỷ buộc chàng phải bỏ đức trinh nữ Maria và cấm không còn được đọc kinh kính mừng nữa. Đến đây thì chàng không nghe và bảo quỷ, tao không bao giờ làm việc ấy. Nghe vậy tên quỷ bỏ chạy trốn, để một mình chàng chịu trận. Abadi chạy đến đức trinh nữ, xin mẹ cứu giúp tha thứ tội lỗi vì đã chối bỏ Chúa, với lòng ăn năn thống hối, lệ sầu chứa tràn. Đến ngày ra pháp trường, tên tử tội đi ngang qua tượng Đức Mẹ, chàng cúi đầu chào và đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mọi khi. Lạ thay, mọi người thấy tượng Đức Mẹ cúi đầu chào lại. Vô cùng cảm động, chàng xin được đến hôn chân Đức Mẹ. Lý hình không cho, nhưng quần chúng ồn ào hô to xin cho chàng được đến hôn chân Đức Mẹ trước khi chết. Lạ thay, khi chàng vừa cúi hôn chân Đức Mẹ, thì Đức Mẹ giơ tay nắm chặt lấy chàng,
chặt đến nỗi không ai có thể kéo ra khỏi bàn tay Đức Mẹ Deus. Thấy sự lạ quá sức kinh ngạc, mọi người biểu tình hô to, xin tha, xin tha. Lý Hình và chính quyền không chịu tha, nhưng toàn dân xô xát biểu tình chống đối, cuối cùng phải chịu thua. Thế là chàng Abadi tội lỗi được tha bổng, chàng hồi hương sống cuộc đời thánh thiện và làm tông đồ cho Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Lời bàn, Linh Mục Raji, dòng biển Đức đã kể chuyện này trong sách Các Phép Lạ, quyển 3. Như vậy là đúng. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ thì những chuyện tích như thế không lấy gì làm ngạc nhiên. Có điều là ở mỗi thời gian không gian khác nhau, Đức Mẹ làm những phép lạ khác nhau, có thể còn vĩ đại hơn nhiều. Như ở Fatima, Đức Mẹ làm phép lạ cho mặt trời nhảy múa trước hàng trăm ngàn người thấy. Ở Medjugorje, Đức Mẹ đã xuất hiện liên tục 25 năm nay, mà nay vẫn còn tiếp tục. Câu chuyện 6. Chuỗi hạt mân côi với nhà bác học Louis Pasteur. Trên chuyến xe lửa từ Paris xuống miền Nam nước Pháp, hành khách đông nghẹt, ồn ào, kẻ lên người xuống, hàng hóa ngổn ngang. Một chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi. Bất giác chàng thấy một ông cụ già đang ngồi lâm râm lần hạt mân côi. Chàng liền đến ngồi bên cụ, thực chất là để xem ông cụ già lẩm cẩm này làm cái gì, thời buổi văn minh bay trâu mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ báo khoa học có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học. Anh vội chạy lại vỗ vai ông cụ và nói, bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu DIA chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như bác nữa. Ông cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng, cụ mở ví ra, rút một tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc, bác học Louis Pasteur, giám đốc viện nghiên cứu vi trùng học quốc tế, giáo sư chuyên khoa Đại học Hóa học và Sinh vật học. Chàng sinh viên bật ngửa, kêu to lên, thì ra đây là một vị đại giáo sư mà mình đang là học trò của ông. Chàng liền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học và hình ông cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi mân côi thì giống y chang. Chàng liền quỳ xuống bên cạnh ông cụ, xin lỗi và cúi hôn chuỗi hạt mân côi mà cụ đang cầm trong tay. Rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ và hối hận. Còn ông cụ vẫn tiếp tục lần chuỗi mân côi. Lời bàn, Nova Uoi đời thường có quan niệm, hễ càng văn minh, người ta càng xa Chúa. Nhưng ngược lại nhiều nhà bác học chú danh lại càng tin theo Chúa. Cũng như phi hành gia không gian Mỹ khi đặt chân lên cung trăng, ông càng thấy vũ trụ bao la và ông càng ca ngợi Thiên Chúa là quyền phép vô cùng. Câu chuyện 7, chàng chuỗi mân côi cứu em bé 12 tuổi khỏi bị quỷ ám. Nhiều NGUOI công giáo ở Sài Gòn, có lẽ ai cũng nghe nói đến cha Nho, cha sở nhà thờ ngã 6. Cha là một vị linh mục có lòng sùng kính Đức Mẹ mân côi đặc biệt. Mai lần chuỗi mân côi hầu như suốt ngày, trong tay cha lúc nào cũng cầm chuỗi mân côi. Có người hỏi, cha lần chuỗi mân côi như vậy, đâu còn thì giờ ăn uống ngủ nghỉ. Cha trả lời, vì biết chuỗi mân côi rất quan trọng đối với tôi, cho nên tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà không lần hạt. Rồi cha kể tiếp, hồi còn làm thầy, Đức cha sai tôi đến giúp một họ đạo cuối cùng miền Nam. Ở đây chỉ có sông nước tràn ngập quanh năm, rắn rết cóc nhái bò mùa nền suốt bốn mùa. Cha sở sai tôi đến dạy đạo tại một làng xa xôi hẻo lành. Dân thì đông, nhưng hầu hết là lương dân, theo đủ mọi tôn giáo, ngoại trừ đạo Công giáo. Tôi đến ngụ tại nhà ông Hương cả, mục đích là đến dạy đạo, nhưng không ai theo đạo cả. Vì ở đấy đã có một thầy phù thủy khá cao tay. Bất cứ ai có việc gì, đau ốm bệnh hoạn, họ đều chạy đến với thầy phù thủy. Thay vì dạy đạo, tôi mở trường dạy chữ quốc ngữ. Kết quả là có rất đông các em trong làng đến học. Tôi thấy vui mừng và cũng hy vọng rồi dần dần sẽ truyền bá đức tin cho các em và cho người lớn trong làng. Việc Đức Mẹ làm thì thật lạ lùng. Trong lớp tôi dạy, có khoảng chừng 30 em, lẫn lộn trai gái, từ 10 tuổi trở lên.
tự nhiên có một em trai 12 tuổi bị quỷ nhập. Nó chạy lăng xăng ngoài đồng và chung quanh làng, mắt nó lồi ra, chảy lòng thòng trông rất sợ. Bố mẹ đưa nó đến thầy phù thủy xin trừ quỷ. Thầy phù thủy trừ không được và bảo bố mẹ nó, con quỷ này dữ dội lắm, phải có thầy khác cao tay hơn tôi thì mới trừ được. Bố mẹ nó ngã lòng, đem đi đâu bây giờ? Ông bà đem nó đền cho tôi và nói, người ta bảo thầy là thầy đạo, cũng có thể trừ ma quỷ được. Tôi nói với ông bà, tôi là thầy đạo thực, nhưng chưa có chức thánh để trừ quỷ. Vậy để tôi cầu nguyện cho cháu. Khi ấy tôi sực nhớ đến cuốn sách tôi đã đọc, nói về sức mạnh và quyền uy của chuỗi hạt mân côi. Thế là tôi lấy ngay chuỗi hạt mân côi của tôi, đeo vào cổ cho nó, cũng không quên thầm thĩ cầu nguyện với Đức Mẹ cho cháu được qua khỏi. Lạ thay, khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ cháu, thì thằng bé trở lại bình thường, nói năng khôn ngoan tử tế. Cha mẹ nó rất mừng, nói với mọi người, ông thầy đạo rất cao tay. Như vậy là giữa tôi và ông phù thủy sẽ có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ tôi cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó quãng chừng một tháng, thằng bé đi chơi với bạn ngoài bờ sông. Bạn nó hỏi, mày đeo cái gì ở cổ, cho tao xem. Nó cởi ra đưa cho bạn. Chẳng may loay hoay thế nào thằng bạn đánh rớt chuỗi hạt xuống sông. Thế là buổi chiều hôm ấy, quỷ lại nhập vào nó. Nó lại chạy lăng xăng ngoài đồng y như trước. Bố mẹ nó lại đem đến cho tôi và nói, nhờ thầy cứu cháu. Tôi hỏi thì ra tại mất chuỗi hạt mà quỷ lại nhập trở lại. Tôi thầm nghĩ trong bụng, như vậy là đúng quyền uy của Đức Mẹ qua chuỗi hạt mân côi rồi. Lập tức tôi lấy ngay chuỗi hạt mân côi khác đeo vào cổ cho nó và dặn ông bà phải cột chặt không cho nó tháo gỡ ra. Cũng lạ thay, khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ nó thì thằng bé tỉnh lại ngay, nói năng bình thường. Tiếng đồn gần xa, người ta đến xin tôi cầu nguyện rất đông. Nhờ cơ hội này, tôi mở trường dạy giáo lý và bắt đầu càng ngày càng phát triển. Cho đến khi ông thầy khác thay tôi thì số tân tòng cũng đã khá đông. Thằng bé được chữa khỏi bị quỷ ám, cùng bố mẹ và cả gia đình nó đều được ơn trở lại đạo Công giáo và sống đạo rất tốt lành. Vì nhận thấy sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt mân côi, cho nên tôi đã không ngừng giảng về chuỗi hạt mân côi và luôn luôn lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ là như vậy. Lời bàn, cha nho ai cũng biết tiếng, qua đời tại Bệnh viện Trưng Vương khoảng năm 1990. Ngài có viết cuốn nhật ký, trong đó có kể chuyện này. Chỉ có chuỗi hạt mân côi không mà còn hiệu nghiệm như vậy. Huống hồ đọc kinh mân côi thì còn hiệu nghiệm biết bao. Nhớ lại khi xưa, tôi còn đang dạy học ở trường trung học Hoa Lư Ninh Bình thì cũng có em học trò ra mùa mả nghĩa trang gần đó. Không biết chúng nghịch ngợm thế nào mà ma nhập. Nó la hét, chạy nhảy, rùi cả bọt mép. Tôi bảo phải gọi bố mẹ nó đến ngay đem cháu về. Nhưng thời gian chờ đợi quá lâu, khi các học trò đã về hết. Tôi lấy chuỗi hạt mân côi ở trong túi áo, quàng vào cổ cho em, rồi cầu nguyện. Thằng bé em liền không còn la hét nữa. Tôi rất mừng vì quyền phép Đức Mẹ mân côi đã cứu chữa cho nó. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đừng quên nhấn nút đăng ký để có thể lắng nghe nhiều câu chuyện phép lạ từ Đức Mẹ ban cho con cái của mẹ.